Tiết lộ cuộc sống nhung lụa sau khi cưới, Á hậu Tú Anh bị dân mạng mỉa mai, thứ hạnh phúc đi cướp giật. Mới đây, Á hậu Tú Anh chia sẻ cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì chúc phúc cho cô, thì dân mạng lại chuyển hướng mỉa mai vì loạt scandal tình ái của nàng hậu trong quá khứ. Không những vậy, cô nàng còn từng khoe ảnh được ông xã tặng đồng hồ tiền tỷ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Tuy nhiên, nhiều người tỏ thái độ bất bình và cho rằng nàng hậu có được cuộc sống nhung lụa như bây giờ là do cướp giật từ người khác. Theo đó, sự chia bay này bắt nguồn từ một số lý do khách quan. Khi chồng hiện tại của cô là người yêu cũ của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, chuyện tình tay ba và đám cưới của cặp đôi đã từng gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội, cũng như tốn nhiều giấy mật của báo chí. Phản ứng của dân mạng khi Á hậu Tú Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng bắt nguồn từ sự việc trên. Tin đồn Á hậu Tú Anh cưới chạy bầu cũng được cộng đồng mạng đào mộ. Dù cô nàng vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng chính thức về thông tin này, bởi lẽ khán giả rất tò mò vì trong lễ cưới, nàng hậu đã để lộ phần bụng khá lớn khiến nhiều người đặt nghi vấn. Gần đây, người hâm mộ lại tiếp tục phát hiện thêm những bằng chứng cho thấy Dương Tú Anh thật sự đang có bầu. Một khoảnh khắc được ghi lại trong sinh nhật của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa qua, Á hậu Tú Anh để lộ thân hình có vẻ đã tăng cân trông thấy. Á hậu gần đây chăm chỉ đi giày bệt và diện những bộ đồ khéo che phần bụng của mình. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, cô nàng bị bắt gặp đi mua nôi rung cho trẻ sơ sinh. Trước những đồn đoán của người hâm mộ, Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn chưa đưa ra bất cứ lời xác nhận nào. Tuy nhiên, với những hình ảnh mà cô nàng chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả cũng biết được Tú Anh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.